Xin chào các em đã quay trở lại với khóa học toán lớp 12 trên trang olm.vn Chúng ta tiếp tục với chương 2 của giải tích lớp 12 Ở bài học trước thì kết thúc việc nghiên cứu về các hàm số logarit cũng như hàm số mũ Thì bài học tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phương trình mũ và phương trình logarit tương ứng với các hàm số này Cuối bài học trước thì thầy cũng đã đề cập tới nội dung lãi kép Giả sử có một bài toán anh thanh niên gửi tiết kiệm 10 triệu đồng với lãi suất 6% mỗi năm, tiền lãi sau mỗi kỳ hạn sẽ cộng vào vốn. Thì sau bao nhiêu năm anh thanh niên có thể thu được số tiền đủ để mua một căn chung cư 2 tỷ đồng? Thì với bài toán này, nếu sử dụng công thức lãi kép chúng ta đã học, PN bằng P là tiền gốc ban đầu, nhân với 1 cộng với lãi suất 0,06 tất cả mỗi N chính là 10 x 1,06 mũ n triệu đồng. Thì n là con số mà chúng ta cần tìm. n có giá trị bằng bao nhiêu thì việc tìm ra n sẽ đặt ra cho chúng ta yêu cầu là phải giải được phương trình có chứa ẩn ở số mũ lũy thừa này. Và biểu thức này chính là phương trình mũ mà chúng ta sẽ nghiên cứu ở trong bài học ngày hôm nay. Phương trình mũ là phương trình có chứa ẩn số ở số mũ của lũy thừa. Chúng ta có thể lấy ví dụ rất nhiều phương trình mũ, ví dụ như 3 mũ x trừ 5 trên 3 mũ x cộng 2 bằng 0. Ở đây có ẩn x ở số mũ của các lũy thừa, nên đây được coi là một phương trình mũ. Và trước khi có được cách giải cho các phương trình mũ phức tạp, thì ta sẽ đến với phương trình mũ cơ bản trước. Thì phương trình mũ cơ bản sẽ có dạng A mũ x bằng B, trong đó A là một số dương và A khác 1 thì áp dụng định nghĩa về logarit các em cho thầy biết a mũ x bằng b sẽ tương ứng với biểu thức nào trong các biểu thức sau đây nhé chính xác a mũ x bằng b thì tương đương với x sẽ bằng loga cơ số a của b tuy nhiên điều kiện ở đây b phải là một số lớn hơn không như vậy trong trường hợp mà b lớn hơn không thì phương trình mũ a mũ x bằng b sẽ tương đương với x bằng loga cơ số a của b với A dương A khắp 1. Và đây chính là nghiệm của phương trình mũ cơ bản A mũ x bằng B với B lớn hơn 0. Vậy trong trường hợp B nhỏ hơn hoặc bằng 0, thì A mũ x bằng B sẽ có nghiệm như thế nào? Thì các em cho thấy biết, với A dương A khắp 1, thì khi nào A mũ x sẽ nhận giá trị bằng 0 và nhận giá trị âm? Bởi vì với điều kiện này, thì A mũ x luôn lớn hơn 0 cho nên khi B nhỏ hơn hoặc bằng 0, phương trình của chúng ta sẽ vô nghiệm. Minh họa bằng đồ thị hàm số ta sẽ có như sau. Đây là đồ thị của hàm số Y bằng A mũ X trong hai trường hợp A lớn hơn 1 và A nằm trong khoảng từ 0 cho đến 1. Thì sử dụng tương giao của hai đồ thị hàm số. Ở đây là đồ thị hàm số Y bằng A mũ X với đường thẳng Y bằng B sẽ có hoành độ giao điểm là vô nghiệm của phương trình A mũ x bằng B Trên đồ thị thầy lấy đường thẳng Y bằng B Nếu B lớn hơn 0 Đường thẳng này sẽ luôn cắt đồ thị hàm số tại một điểm Hay phương trình A mũ x bằng B sẽ luôn có nghiệm duy nhất Chính là nghiệm x bằng loga cơ số A của B Còn trong trường hợp B mà nhỏ hơn hoặc bằng 0 Do đồ thị của hàm số luôn nằm hẳn phía bên trên trục OX do đó sẽ không có giao điểm nào của hai đồ thị hàm số này hay phương trình của chúng ta vô nghiệm. Còn trong trường hợp A nằm trong khoảng từ 0 đến 1, thầy cũng xét đường thẳng Y bằng B. Thì nếu B lớn hơn 0 đường thẳng này luôn cắt đồ thị hàm số tại một điểm đồng nghĩa với phương trình có nghiệm duy nhất. Còn trong trường hợp B mà nhỏ hơn hoặc bằng 0 thì phương trình của chúng ta cũng sẽ vô nghiệm. Hay đi tới kết luận, phương trình mũ cơ bản a mũ x bằng b sẽ có hai trường hợp nghiệm. Với b lớn hơn 0, phương trình có nghiệm duy nhất x bằng loga cơ số a của b. Còn b nhỏ hơn hoặc bằng 0 thì phương trình vô nghiệm. Vận dụng điều này, thầy sẽ có ví dụ đầu tiên. Giải các phương trình 4 mũ x bằng 12 và 4 mũ x bằng -12. Với trường hợp đầu tiên, b ở đây tương ứng với 12 là một giá trị lớn hơn 0. Nên phương trình này sẽ có nghiệm duy nhất là x bằng loga cơ số 4 của 12. Còn trong trường hợp thứ hai, -12 nhỏ hơn hẳn 0, cho nên phương trình này sẽ vô nghiệm. Phương trình mũ cơ bản thì cách giải rất đơn giản. Và từ đó, ta sẽ nâng cao lên cách giải của một số phương trình mũ ta thường gặp. Phương pháp đầu tiên, chúng ta có thể sử dụng đó là đưa về cùng cơ số. Bởi vì nếu a mũ f(x) mà bằng a mũ g(x) thì ta sẽ tương đương với f(x) bằng g(x) với điều kiện a dương và a khác 1. Và khi chúng ta đưa về được cùng cơ số là a thì hoàn toàn tương đương với các số mũ f(x) sẽ bằng g(x). Và để minh họa thầy có ví dụ đầu tiên, giải phương trình 4 mũ x trừ đi x bình phương bằng 1 trên 2 mũ x. Với phương trình mũ này, thầy nghĩ tới việc đưa các cơ số 4 và 2 về thành cùng một cơ số, hoặc là 4, hoặc là 2. Thì ở đây để đơn giản, thầy sẽ đưa về có cùng cơ số là 2. Với vế trái, các em chú ý ở đây là 4 mũ x trừ đi x bình phương. 4 thì chính bằng 2 bình phương. Ta sẽ nghĩ tới công thức a mũ m tất cả mũ n. 2 bình phương tất cả mũ x trừ đi x bình phương. Còn ở bên phía phải, 1 trên 2 mũ x, 2 ở dưới mẫu, ta sẽ nghĩ tới a mũ trừ n bằng 1 trên a mũ n. Áp dụng hai công thức này, ta sẽ có như sau. 2 bình phương tất cả mũ x trừ lĩ bình phương chính là 2 mũ 2x trừ 2x bình. Còn 1 trên 2 mũ x sẽ bằng 2 mũ trừ x. Ta đã đưa về được cùng cơ số là 2 thì các số mũ 2x trừ 2x bình phương sẽ phải bằng x. Đây là phương trình bậc 2 đơn giản. Các em tiếp tục giải và cho thầy nghiệm của phương trình này sẽ có giá trị bằng bao nhiêu nhé. x sẽ bằng 0 hoặc x bằng 3 phần 2. Đây chính là hai nghiệm của phương trình ở trong hỏi chấm 1. Và các em lưu ý, do hai mũ x là một giá trị luôn lớn hơn 0, nên mẫu số ở đây đã khác không rồi và chúng ta không cần điều kiện xác định cho mẫu. Còn với những bài tập khác, nếu có điều kiện xác định, các em nhớ tìm điều kiện xác định trước, sau đó mới áp dụng các phương pháp để giải phương trình nhé. Và ta có kết luận x bằng 0, x bằng 3 phần 2 là nghiệm của phương trình. Tiếp theo, thầy có phương pháp thứ hai để giải các phương trình mũ đơn giản, đó là phương pháp đặt ẩn phụ. Và để tìm hiểu phương pháp này như thế nào, ta sẽ đến với ví dụ tiếp theo. Giải phương trình 9 mũ x trừ đi 4 nhân 3 mũ x trừ đi 15 bằng 0. 9 thì bằng 3 bình phương nên phương trình này sẽ hoàn toàn tương đương với 3 mũ 2x trừ 4 nhân 3 mũ x trừ đi 45 bằng 0. Các em chú ý, ở đây có 3 mũ x, ở đây có 3 mũ 2x thì thầy sẽ nghĩ tới việc đặt nhân tử chung, đó là t bằng 3 mũ x. Ở đây 3 mũ x phải nhận giá trị dương, do đó điều kiện của ẩn phụ T phải lớn hơn không. Phương trình của chúng ta sẽ trở thành T bình phương chính là 3 mũ 2x trừ đi 4 nhân với T trừ đi 45 bằng 0. Như vậy, từ phương trình mũ, sau khi đạt ẩn phụ, ta đưa được về phương trình bậc 2 ẩn T và kem giải cho thấy biết T lúc này sẽ có giá trị bằng bao nhiêu nhé. giải phương trình ta sẽ có t bằng 9 hoặc t bằng âm 5. Tuy nhiên, chú ý vào điều kiện t lớn hơn 0, nên t2 bằng âm 5 chúng ta sẽ loại. t bằng 9 hay 3 mũ x sẽ phải bằng 9. Đây là phương trình mũ cơ bản. Ta sẽ có kết quả x bằng 2 do x bằng loga cơ số 3 của 9. Như vậy, với những phương trình mà có các biểu thức giống nhau. Ta sẽ nghĩ tới việc đặt nhân tử chung để đưa các phương trình trở về các dạng đơn giản hơn. Ví dụ như ở đây, đưa phương trình mũ về phương trình bậc 2 mà chúng ta đã biết phương pháp giải. Và chú ý cho thầy trong quá trình đặt ẩn phụ, ta phải có kèm điều kiện của ẩn. Đặc biệt là các biểu thức mũ sẽ có giá trị dương nên ẩn phụ của chúng ta phải có kèm điều kiện. Và đó là hỏi chấm 2 nghiệm của phương trình là x bằng 2. Ở hỏi chấm 2 này, phương trình của chúng ta có dạng là m nhân với a mũ 2fx cộng n nhân với a mũ fx cộng p bằng 0. Ta nghĩ tới việc đặt a mũ fx bằng t. Ngoài ra chúng ta còn có nhiều dạng khác cho phương pháp đặt ẩn phụ này. Ví dụ, 9 mũ x bình cộng x chữ 1 trừ đi 12 nhân 3 mũ x bình cộng x chữ 2 cộng 1 bằng 0. Nếu giữ nguyên như thế này ta chưa thấy ngay các biểu thức giống nhau. Tuy nhiên sau các bước biến đổi lũy thừa ta sẽ thấy ví dụ ở đây x bình cộng x trừ 2 thầy sẽ tách thành x bình cộng x trừ 1 và trừ đi 1. Thì áp dụng công thức sau các em cho thầy biết biểu thức đó sẽ bằng biểu thức nào trong các biểu thức sau đây nhé. Chính xác khi đó 3 mũ trừ 1 là 1 phần 3 nên phương trình này sẽ hoàn toàn tương ứng với 9 mũ x bình cộng x 1 trừ 4 nhân 3 mũ x bình cộng x 1 cộng 1 bằng 0. Tới đây đã quay trở lại dạng này. Nên ta sẽ đặt cả biểu thức 3 mũ x bình cộng x 1 là t kèm điều kiện t lớn hơn 0. Như vậy, ngoài việc đặt trực tiếp, sẽ có những phương trình mà chúng ta cần phải thông qua một vài bước biến đổi mới xuất hiện những biểu thức chung cho chúng ta đạt ẩn phụ. Ngoài ra còn một dạng hay gặp nữa mà chúng ta sẽ có một cách biến đổi đặc biệt để tiến hành đặt ẩn phụ đó là m nhân a mũ 2fx cộng n nhân với a b tất cả mũ fx cộng p nhân b mũ 2fx bằng 0 thì với các phương trình này ta sẽ chia hai vế của phương trình cho b mũ 2fx đây là một giá trị dương khác không nên ta hoàn toàn có thể thực hiện phép chia hai vế ví dụ Thầy có hỏi chấm 3, giải phương trình. Với phương trình này ta thấy 2x chữ x bình. 2x chữ x bình, đây cũng có 2x chữ x bình nếu ta bớt đi 1. Nên thầy sẽ biến đổi 9 chính là 3 bình phương, 3 mũ 2 nhân với 2x chữ x bình. 10 năm thầy tách thành 3 x 5. Con biểu thức này chính là 25 mũ 1 nhân với 20 năm mũ 2x chữ x bình. Tới đây đã xuất hiện dạng của phương trình này. Ta sẽ chia hai vế của phương trình, có thể cho 9 mũ 2x chữ x bình hoặc 25 mũ 2x chữ x bình đều được. Ở đây thầy sẽ chia cho 25 mũ 2x chữ x bình. Khi đó phương trình của chúng ta thầy ký hiệu là phương trình 1 sẽ trở thành 9 mũ 2x chữ x bình chia cho 25 mũ 2x chữ x bình, chính là 3 phần 5 mũ 2 x 2x chữ x bình phương, 10 năm chia 2 năm là 3 phần 5 và cộng với 25 bằng 0. Ta sẽ nghĩ tới việc đặt t bằng 3 phần 5 mũ 2x x bình với điều kiện t lớn hơn 0. Phương trình sẽ trở thành t bình cộng 10t cộng 25 bằng 0. Giải phương trình này, kết quả t bằng ấp 5. Tìm được t, ta sẽ tìm được giá trị của x. Và các em cho thể biết phương trình 1 của chúng ta sẽ có tất cả là bao nhiêu nghiệm nhé. Các em phải lưu ý âm 5 ở đây không thỏa mãn điều kiện tây dương, cho nên không có giá trị T nào thỏa mãn điều kiện. Và phương trình 1 khi đó sẽ vô nghiệm. Đó là kết quả của hỏi chấm 3. Và chuyển sang phương pháp tiếp theo để giải các phương trình mũ đơn giản. Đó là phương pháp logarit hóa. Thầy sẽ nhắc lại cho các em một số công thức mà chúng ta thường xuyên sử dụng trong phương pháp 3 này. Loga cơ số A của A có giá trị bằng 1. Loga cơ số A của 1 bằng 0. Loga cơ số A của biểu thức A mũ C sẽ bằng C và A mũ loga cơ số A của B sẽ bằng B. Khi đó tận dụng các kết quả này, ta sẽ có phương pháp logarit hóa được thực hiện như sau. Thầy minh họa qua ví dụ thứ tư. Giải phương trình 3 mũ x nhân 2 mũ x bình phương bằng 1. Nếu ta lấy logarit cơ số bất kỳ của 1 sẽ cho ta kết quả bằng 0, nên tận dụng điều đó, thầy sẽ thực hiện phương pháp logarit hóa hai vế như sau. Thầy lấy loga cơ số 3 của hai vế. Do 3 mũ x nhân 2 mũ x bình và 1 đều là các giá trị dương. Cho nên phương trình sẽ tương đương với biểu thức này. Sử dụng loga cơ số a của 1 bằng 0. Còn loga cơ số 3 của một tích, các em chú ý phải bằng tổng của các loga chứ không phải bằng tích của các loga nhé. Loga cơ số 3 của 3 mũ x thì ta lại có công thức loga cơ số a của a mũ c thì bằng c. Do đó biểu thức này sẽ bằng x. Còn loga cơ số 3 của 2 mũ x bình phương ta sẽ sử dụng công thức này. Kết quả sẽ tương đương với x cộng với số mũ x bình phương nhân với loga cơ số 3 của 2 bằng 0. Phương trình này sẽ có nghiệm đầu tiên là x bằng 0 và nghiệm còn lại là x bằng chuyển vế trừ 1 trên loga cơ số 3 của 2. Hay ta có thể viết gọn là trừ loga cơ số 2 của 3. Do đó, hỏi chấm 4, phương trình sẽ có hai nghiệm x bằng 0 và x bằng trừ loga cơ số 2 của 3. Như vậy, ta có thêm các phương pháp để giải một số phương trình mũ đơn giản, đưa về cùng cơ số, đặt ẩn phụ hoặc logarit hóa. Và đó cũng là nội dung cuối cùng trong phần đầu tiên về phương trình mũ. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang nội dung về phương trình logarit nhé.